Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta học mẫu ngữ pháp số 35 trong chuỗi 160 mẫu ngữ pháp N3. Mẫu của chúng ta hôm nay là yoni. Cách kết hợp chúng ta có thể thông thường, riêng với tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ chuyển đa thành na hoặc đế đự. Còn động còn danh từ chúng ta cũng chuyển đa thành nô hoặc là đế đự. Ví dụ như là chúng ta có từ kire, kire đà thì chúng ta sẽ có thể chuyển là kire na yoni hoặc là kire đế đự yoni. Danh từ ví dụ như là sensei, sensei no yoni hoặc là sensei de aru yoni. Thì mẫu câu này có nghĩa là giống như, tương tự như, nêu ra một cái hình mẫu để minh họa cho một nội dung gì đó. Đó, chúng ta thử xem ví dụ nhé. Chichi to onaji yoni shōrai wa kesatsukan ni naritai. Chúng ta có từ kesatsukan là viên cảnh sát. Viên cảnh sát. Viên cảnh sát. Tôi muốn tương lai tôi muốn trở thành viên cảnh sát giống như bố, tức là bố là một cái hình mẫu để minh họa cho hình ảnh của một người cảnh sát mà tôi muốn trở thành trong tương lai. Sorry wa kon wo no hoshin wo ika no yoni nobetemasu. Sorry, từ sorry ở đây là tổng lý, tức là tổng thống. Con gỗ nó hô sinh, hô sinh là phương châm. Ikano yoni nobete mas, động từ noberu là nêu ra, là ông tổng thống đang nêu ra cái phương châm từ nay như sau. Chúng ta sẽ có phần bài tập ở bên dưới, các bạn có thể tạm dừng video lại và làm bài, sau đấy tiếp tục chạy video để cho các bạn nhé. Hãy chúng ta chữa câu số 1. Mawari no hito no eikyo o ataeraru hito ni naritai. Mawari là xung quanh, mawari no hito là những người xung quanh. Danh từ eikyo là ảnh hưởng, chữ Hán cũng là chữ ảnh và chữ hưởng. Ataeru là gây ra. Thì cả cái cụm từ ataeru, eikyo o ataeru chúng ta sẽ dịch là gây ảnh hưởng. Ở đây mọi người sẽ thấy là ataeraru có nghĩa là đang chia sang thể khả năng, chúng ta sẽ dịch là có thể gây ảnh hưởng. Đó. Có thể gây ảnh hưởng từ những người xung quanh. Thì ở phía đằng sau nhá, chúng ta sẽ có thể dịch là muốn trở thành cái người có thể gây ra sự ảnh hưởng từ những người xung quanh. Đó. Thế còn bên dưới chúng ta có yoni. Kono, no và hito thì sẽ là giống như cái người này. Kono hito no yoni. Kono hito no yoni, mawari no hito no eikyo o ataeraru hito ni naritai. Tôi muốn trở thành người có thể gây ảnh hưởng cho những người xung quanh giống như nhân vật này, giống như người này. Hãy câu số 2. Kono ken wa okotowari itashimasu. Chúng ta có động từ kotowaru có nghĩa là từ chối. Kotowari itashimasu đây là khiêm nhường ngữ. Chúng ta có từ o này cộng với viên mắt bỏ mask cộng với shimasu thì là khiêm nhường ngữ, và đây người ta khiêm nhường thêm một bậc nữa thì người ta chuyển từ shimasu thành itashimasu. Kono ken wa okotowari itashimasu, tức là cái nội dung này, cái vấn đề này thì tôi xin phép được từ chối. Ohanashi senshitsu là mấy hôm trước, yoni và shita thì cái chỗ ohanashi, ohanashi cộng với shita này cũng là khiêm nhường ngữ. Chúng ta có động từ hanashimasu là nói chuyện. Bây giờ chúng ta o này cộng với hanashi này, tức là chúng ta bỏ đuôi mas đi đấy, xong rồi cộng với shimasu, shita thì sẽ thành khiêm nhường ngữ. Thì đây là giống như hôm trước tôi đã nói. Senjitsu ohanashi shita yoni. 2, 1, 4, 3. Senjitsu ohanashi shita yoni. Kono ken wa okotowari itashimasu. Giống như hôm trước tôi đã nói thì cái nội dung này tôi xin phép được từ chối. Hãy câu số 3. Mitakedo umaku ikanakatta. Ở đây chúng ta thấy chữ thượng thủ nhé, nhưng mà lại nhìn thì có cái đuôi cự ở đằng sau ấy, thì cái tính từ này sẽ phải đọc là umai, nó chính là chữ Hán của tính từ umai ấy. Còn nếu chúng ta không thấy có cái đuôi cự hay là đuôi y thì chúng ta đọc nó là jozu.
Ma cự ikanakata tức là không diễn ra suôn sẻ, không thuận lợi. Yoni yatte moratta và ochete thì đây là tôi đã làm thử theo như được hướng dẫn. Ochete moratta yoni yatte mitakedo. Câu này chúng ta sẽ ghép là 4 3 1 2. Ochete moratta yoni yatte mitakedo umaku ikanakatta yo. Tức là mặc dù ấy tôi đã làm giống như được chỉ dạy cho, thế nhưng mà ấy lại không được suôn sẻ. Hãy câu số 4. Norekishi ga kanjirareru kankochi wa gaikokujin ni totemo ninki ga aru. Rekishi lịch sử. Kanjirareru là có thể cảm nhận được. Kankochi là khu gọi là khu tham quan hoặc là địa danh danh lam thắng cảnh. Ở đây chúng ta có thể dịch cái cụm Rekishi ga kanjirareru tức là cái Rekishi ga kanjirareru kankochi tức là cái địa danh danh lam thắng cảnh mà có thể cảm nhận được lịch sử. Thì gai quốc tự di nít tố tế mộ nìn kỳ ngã tức là rất được khách gọi là người nước ngoài yêu thích. Nihon, Tokyo, Yoni và No. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Cái giống như là Tokyo của Nhật Bản. Nihon, No, Tokyo, No, Yoni. À, chúng ta sẽ comment cái này thì chúng ta sẽ thấy nhá, nó có rekishi no cho nên là chúng ta sẽ phải no rekishi cho nên là chúng ta phải là lịch sử của Nhật đó. Thì là Nihon no rekishi nó sẽ phải ở chỗ số số 1, nó phải ở cuối cùng đó. Thì giống như Tokyo đó. Tokyo no yoni đó. 2 này, 4 này, 3 và 1 đó. 2 4 3 1. Tokyo no yoni Nihon no rekishi ga kanjirareru kankochi wa gakujin ni totemo ninki ga aru. Vậy thì tức là cái địa danh, cái danh lam thắng cảnh ấy mà có thể cảm nhận được lịch sử của Nhật Bản ấy, như kiểu là Tokyo ấy thì rất được người nước ngoài yêu thích. Hey, bài học của chúng ta đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.